cứ bình tĩnh. Ôi trời ơi trời, ôi trời ôi trời, ôi trời ôi trời, từ 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 từ, ôi trời ơi, rã rời tay chân hết rồi. Quá chừng không? Nè ở đâu? Dạ, ở quán nghệ đó. Rồi, hai ngày nay thấy sao rồi? Vẫn còn đau cái đầu gối. Cái gối là té gã ta bên đây mà xôi nó lại đau bên đây. Hôm qua nó cũng có bớt thành. Mà cái tay gãy bao lâu rồi? Giờ gãy cái ta đây là hơn 12 năm nay. Hai năm rồi. Ta đây mười mấy hôm nay à, hôm qua này. Còn cái ta này là cách đây cũng 7 năm. 7 năm. Dạ. Sao bà làm sao mà gãy hết đơn? Cái xương này là cũng gãy. Ừ. Mà cũng gã cái thằng đó rồi cái ngón chân đây cũng gã mấy năm là coi như là tất cả là bả lần gã rồi. Bả lần ấy là 7 lần gãy. Bả lần gã, bả lần té là bả lần gã. Trời ơi khủng khiếp vậy. Chống xuống ừ. Sao sao tôi thầy mới ngã tới nhà là gã bay ra. Chắc nhà cái gã người ta đây mà thàn luôn. Bả xương xương thủy tinh. Cho nên bây giờ không giống đây là đây sao? Đúng rồi. Tái nhờ chủ tá mà đứng không được. Nó đà cái đùi đó là chân nó quẹ luôn. Nó cứ nó tức cái này, nó tức cái này, nó tức chặt vàng lên cái tóc lên. Nó thấy cái lần là gần như ừ, rồi hôm rồi sao? Hôm rồi có ăn 16-8 rồi. Thưa thầy, ăn không có được. Là cố ăn rồi. Không được ha. Không được. Rồi. Lên với ốt. Rồi hút không khí chưa? Rồi có chùm đá chưa? Rồi. Thôi bây giờ làm được cái gì thì làm vậy cho nó tốt. Nghĩa là em uống rượu ớt là chắc được hơi thoáng rồi. Ồ, giỏi vậy á. Tức là uống được 2 tháng rồi, bây giờ được lên bao nhiêu muỗng này? 2 tháng rồi, tiền chân nó lại uống lắm nữa. Trong canh á, làm ít nửa muỗng, rồi quà với nước sau chứ do ua thì nó ớt quá không uống được. Không được rồi. Nhưng mà nếu mà uống quà với nước sôi uống á, mà thấy nó cũng không có vấn đề thì uống. Không sao, nhưng mà đầu tiên á, là cái bụng á bây giờ già là nó hơi cứ nó chướng lại chướng nó đà nhưng mà bây giờ hôm nay bây giờ nó ổn hết rồi ăn hơi dầu mỡ hay là có chút dầu nữa thì nó cứ nó tròn lên nó tròn lên là nó cái nó nán cái bụng nhưng mà hôm nay không có ăn dầu vô được nữa là nó không có ăn cái thịt không có không nấu dầu nhiều là không có là như là như ăn chút dầu vô là nên nó bị liền. Dạ. Nhưng mà sau 2 tháng mà uống rượu ớt vậy thấy cái trong cơ thể mình cái cải thiện được cái gì? Dạ nó khỏe. Đấy nó khỏe trong người nó ha. Nó khỏe nhưng mà cái chân nó thì nó nhẹ nhưng mà nó nhẹ thì nhẹ vậy chứ nó cũng vẫn đau. Đau đau nó nó. Vẫn đau. Nhưng hôm qua nay thì thấy cũng nhẹ hơn. Thấy nhẹ hả? Nhưng mà ngầu dài thôi. Thầy à, ngầu dài là chết dài thôi. Hòa xuống. Còn ví dụ đi ngồi chồng hởm không được ngồi cái ghế ngồi cái cô ngồi thấp trong nhà phải trắng một bữa nay trắng ra đây là được rồi vậy nằm đây đi. Cái này mấy trường hợp này nó khó lắm, cái này là lơ mơ cái là xương nó rớt từ miếng xin lên tới chị. Hôm qua ba thầy sửa chân hôm qua thầy sửa chân. Rồi giữ đi nha. Rồi xong rồi. Quay đầu lại ngũ bội tam tinh. Người mẫu không dám rớ này. Sợ mà xúc nóc mà bà khổ. Hồi kia làm năm rớ chứ thầy. Năm không à. Nhưng mà từ nhà tái tới bây giờ hơi tà gã là không dốn bụng. Học sọn kim cương xong rớt ra anh cục đó bà chỉ uống hôm nay là chỉ có rượu ớt thôi gì phải không? Dạ, uống cái rượu nhà cũng có rồi bác thầy. Dạ, uống rượu nhà rồi hả? Uống rượu nhà mấy bữa rồi? Dạ, hơn 3 bữa rồi. Hai bữa rồi uống nó ngủ dữ hả? Dạ, hơi ngủ.
Ai uống ngủ ghê chứ. Cái rượu nhào á, mà người ai mà mất ngủ á thì mình uống buổi trưa á, thì bình thường pha nước, nhưng mà buổi tối á mình lấy chừng 2 muỗng ăn canh rượu nhào á, rồi mình rót đổ nước ấm vô rồi mình uống, uống khoảng 8 giờ á. À, 8 giờ uống cái là ngủ ngủ mê mệt luôn, ngủ như uống thuốc mê. Ở đây là gì của chị? À, trời ơi, mấy thầy này lừng danh, nó rước từ Campuchia, từ Lào về không á. Cho nên đó là ở đây tôi thường thường kêu mọi người ở lại. Thực ra là khi mình ở đây là mình chữa mấy ngày luôn, ngày nào cũng có người làm cho mình. Rồi ngồi dậy. Rồi bây giờ đánh 2 chân cho đều. Rồi bắt đầu đi bộ, đi từ từ thử coi sao, đi coi nó nhẹ nhõm chưa. Cái ngũ bội tâm tinh á, thực ra là khi bấm đau lắm, nhưng mà sau đó là đi đứng lại nhẹ nhàng. Giờ đi thử coi, cứ bình tĩnh từ từ. Đấy, đấy, giỏi chưa. Đó. Nhưng mà tại vì đi tới đây đi, nhưng mà để tôi dặn một cái điều là mình lớn tuổi rồi. Dạ. Mà cái xương cốt mình nó là xương thủy tinh rồi, cho nên nó là phải rất là cẩn thận. Dạ. Do vậy á, là nên kiếm chiếc xe đẩy như ông nói vậy đó. Rồi khi đi á, mình dịnh cái mình đi lại á, cho nó an toàn. Dạ, chống cái cây thầy. Chống cái cây cũng không bằng cái xe đó mới được. Nếu mà kiếm được cái xe đó thì tốt, đi cái nó an toàn hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà điều đi căn nhà không thì như vậy cũng được. Nhưng mà đi ra ngoài là có cái cây, phải có cái cây đó. Cây đúng rồi. Nhưng mà tôi nói ý là phải có cái xe 4 dạ. bánh á. Dạ. Là đi trong nhà cũng vậy, đi ngoài được. Bây giờ tuổi lớn là mình không y y được. Tại vì ví dụ người mà ta yếu á, là nói chuyện khác, còn bà thì hãy té là gãi thì không nên. Đúng nha. Rồi giữ giữ sức khỏe nha. Dạ, ráng uống đều đặn nha. Rồi. Rồi, ok.